Mến chào tất cả quý khán giả đang xem kênh của Dịnh Miền Tây T nha. Thì hôm nay lại Dịnh có mặt tại chùa Ông Kho. Thì hôm nay Dịnh đến thì anh em như là đang sơn lại những cái màu sơn lót nha. Thì thợ đến sơn cỡ 2-3 người và cả nhà ơi. Thì có lẽ là chút xíu nữa thợ nghỉ mệt tí xíu rồi thợ làm tiếp tục cái gì đó. Để coi tí xíu nha cả nhà. Thì mới rồi á thì anh em cũng đã sơn xong rồi, tới giờ cơm hả cả nhà ơi. Thì Dịnh đến á thì cũng nói chung thì anh em vừa tới giờ cơm luôn, giờ anh em ngưng ha. Thì đây là cũng lên màu xong hết cả nhà đó. Thì mới rồi thì Dịnh cũng quay được khúc công đoạn anh em đã cầm cái máy xịt đó cả nhà. Thì giờ anh em đi như là đi ăn cơm rồi, tới giờ nghỉ ha. Đó, giờ thì thằng tiện vậy thì Dịnh cũng chia sẻ cho cả nhà mình xem luôn. Đó thì mới rồi những anh em đã xịt xong hết từng này ha cả nhà. Đó, tới bên đằng sau rồi ha cả nhà ơi. Thì chiếc ghe này thì, hồi năm 16 cả nhà. Đó 2016 thì cũng màu sơn cũng đã cũ đi rồi, thì giờ như là nhà chùa cũng đã cho anh em cạo ra sạch sẽ xong rồi lên qua dăm mới lại cả nhà ha, để cho thấy mới mới nha. Đó thì công đoạn sơn lót xong tới lên qua dăm ha. Còn cái ghe 2022 này á thì cũng không có sơn lại nha, tại vì còn mới quá. Còn ghe bên đây thì ghe 2016 thì ghe cũng như là màu sơn đã cũ đi rồi cả nhà ơi. Nhà sư cũng cho anh em cạo xong rồi sơn lại nha, để cho lấy cái màu mới nha, để cho thấy mới mới nha. Đây thì mình nói chung cũng hồi nãy mình chưa hỏi như là nào mới là lên qua dân nha. Còn sơn đã sơn xong ha cả nhà. Đó thì cái phần dưới cũng vậy đó cả nhà. Đây bên đây cũng vậy, sơn rồi hết rồi. Nói về lên hoa dân thì mình cũng chưa biết anh em chừng nào lên đó, tại vì là không biết ngày nào lên được nha. Thì cũng có khi thợ người ta đang làm này làm kia không làm được nha. Thì bây giờ hiện tại trước mắt thì mình cũng đã nhìn thấy rồi cái nhà. Đó thì sơn lót xong ha, còn phần lên quay dân thôi à. Đó khi nào lên qua dân á thì mình sẽ đến để trực tiếp cho cả nhà mình xem tí xíu nha. Thì cũng giống như là mặc áo mới cho ghe lại đó cả nhà. Đó thì ghe lúc mới thì nhìn thấy đẹp lắm, còn như là cũ đi rồi thì nhà sư cũng kêu anh em ở đến lại cạo sạch hết ba cái màu sơn cũ để làm loại màu sơn mới nha. Đó. Giờ làm xong rồi thì tới giờ anh em đi qua đi ăn cơm rồi nghỉ trưa luôn. Bây giờ Dịnh cũng không có gì hơn ngoài chia sẻ cho cái nhà mình xem từng này đấy ha.
thì khi nào lên Hoa Văn thì Dịnh đến tiếp tục để cho chia sẻ cho cả nhà mình xem tiếp tục nha. Còn bây giờ thì Dịnh cũng xin khép lại video tại đây nha, để anh em cơm xong làm tiếp nữa gì đó là mình cũng không biết được nha, để tí xíu nữa thì hỏi anh em sau thì Dịnh sẽ đến ghi cẩn thận cho cả nhà xem tiếp tục nha. Bây giờ Dịnh cũng kính chúc cho cả nhà mình xem video vui vẻ nha. Thì Dịnh cũng xin khép lại tại đây nhé cả nhà. Thì như buổi tập luyện tiếp tục như là ngày mai, thì anh em cũng đến tập luyện tiếp tục nha. Còn đây thì ghe cũ mỗi lần xuống bơi cũng hết vài ngày rồi cả nhà. Thì còn bây giờ thì như là tạm ngưng lại, thì kéo ghe cho ghe tạm ngưng lại ha, cho anh em bơi trên vàng lại nha cả nhà. Đó thì ghe cũ đó cả nhà, thì ghe này là 2014. Thôi giờ Dịnh xin kết video tại đây nha. Thì chúc cả nhà mình được sự may mắn và nhiều sức khỏe nha. Dịnh xin cảm ơn cả nhà mình đã cùng đồng hành chung với Dịnh nha. Bây giờ mình xin bye bye nha.